ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមយូធូបទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទមកថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាដំណឹងក្តៅក្តៅបាទរដ្ឋបាលស្រុកព្រៃនប់ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តវិធានការនិងវិន័យអន្តរការណ៍មុនគេចំពោះអ្នកមិនពាក់ម៉ាស់និងមិនរក្សាកម្រិត
tì bà chấp ít ngày tì của mình để tới bà và chúng tam Facebook mới đại miền một thà protection khác bị xin nụ bà này đăng thà rốt tà bà sọc bì nụ bà chấp tam ăn vọt vì thiên cá nâng bì nây ơn rạ cá chấm po nẹ mình bẹ mà đã nâng mình rẻ xa cầm liết chấp bị ngày tì xàm sắp khai mì nìa chân nằm bì bò nộp bây mùi nì tỏ tấu tam cá bằng chế rô bò lô xò cả cá đá áp bì bà sọc bì nụ bà này đăng thà rốt tà bà sọc nâng chốc thơ ca chất vị thiên ca và phạ bị nây on rạ cá chấm po nẹ mình bẹ mà nâng mình rẻ xa cầm liết nâu cực mù lạ thán khăn ông sọc bì nụ bà và lúc bạn ở đằng phòng đại tha đòi sáng kết khơi bóng ôn môi chùm nuôn và chỉ bị xét nó tam xa chỉ đàm và mình dục chất tục đã ca pi nô tê và đây chỉ hết ai bóng co ở miền hà nịp thầy chán và đó là chỉ bộ rột tù tàu và hãy ca cho anh vọt vị thiên ca ca pi nế cứ đàm bay chùm rôn ai và chỉ bộ rột và chỗ rốn nông ca ca pi luôn nâng chia ngay vì ca chlòng rị rị đá nây chung người COVID-19 mà lúc áp bà sọc bình nộp của bạn biểu níu xong ai bằng phá ôn bởi chìa bộ ruột mà cho rùm ạn vọt vị thiên cá bay cả phía nâng bay khống tam cá ông biểu níu rồi bỏ xong đại dạy chú này dự rật thầm mần trầy bà ơi xong khâm thá dưỡng nâng rùm khá ní bằng chọc và COVID-19 ní bàn chọc chọc phẳng đài mà xong mình chạy thá cất trầm bực thường ngày tìm bà phê bàm bôn khai mê nê chân nàm bì bôn phê mùi nê gà xôn sọ khá bì bà bàn chênh sĩ kê đầy bà phô đồ miến bàn chê ông bì kà bàn tò rô khơi nè chlòng khô bì đập bàm bôn bà cư chăm nôn xài dập nè nông nốc xót sáng chê kà nây chlòng khô nông xạ cùng bà bà tà kà bà phê cùng phê bà khá nạ nê chung ngư chăm nôn bà mùi nê bàn chê xa xoái nâng ạ nhạt áo chênh bì bàn tì bền bà sĩ kê đầy bà kà rô bò chlong COVID-19 tiếng sai sập nè và chia cả này chlong không xã công bật cả một phẩy công phẹ mà không nốt miến và chân chết khám ai và xem sập bố nè nâng chân chết chân phẩm mùi nè mà đài là rõ khơi nơi rì thịnh nông bênh khát tạc kéo khát thêm xìm riếp nâng khát cầm bốt khát bông khu mũm khát xoay riêng cỏ chết con đáo nâng khát cọc cọng và và chấm này nè chia sát bài tiền của mùi nè vinh và chỉ nè chlong khăn ông bật tất cả sẽ không một phây công phẹ và đòi tự tù ở bàn là tập phó ạ với chấm viên bị đón nâng trở bàn ảnh nhất ở chánh bì bình tì bệnh và cả xuống sắc khá bị bát bàn ở đăng tiết thá kết trầm mong bàm bì xôn xôn nè tì bật ngay tì một phây bàm bùn khai mình đi chân nàm bì bồn phây mùi ní cầm bì chí bàn rộp khơi nè chlong và xa rộp chấm nôn bì bón bì rồi chất sắp bấy nè, mà con nông nốt nè, chia sắp bấy chấm nốn mùi bón mùi rồi chất sắp bì nè. Nè không phong xâm rạp chì ba chùm ngư và chấm nốn mùi bón bạch sắp rộng bì nè, sắp chấm nốn đọc mùi nè. Nâng bày nè tiết sắp đòi xa tay chùm ngư xe xe xe, con nông bê được tựa tùa cạp chì ba chùm ngư COVID-19 buồn. Vâng chẳng khai hẹt bởi xe nụ mà cứ nâng sọc bấy nốt và còn chạp đàm ạ là vọt vì thi bà tờ lơ nẹ đai mần bẹ mắt bà mần rẽ xa cùng liết bà cứ chạp bị thằng ngày xam sập xa ích nịt tỏ hai bà bà con châm bọc cả tạm đàn thế giới nát bà bà mật bọc mai bọc ôn lúc dì lúc ta tặng ọc bà có xong bì ta chui chơi lại xe mà chơi subscribe nâng xin nhạc cần đắng nâng bài tựu bàn nơi phô đường mình thamay thamay châm này đăng thamay thamay chiếc bàn to chỉ riêng rồi thằng ngày phong đài và xong bà con xong cổ liền.